quá trình lấy các phân tử trong máu của huyết tương bệnh nhân bằng cách gắn chặt các phân tử này với các phân tử chất hấp phụ của màng lọc. Thì chất hấp phụ thì được chia thành hai loại theo cơ chế. Thứ nhất là chất kỵ nước thì hấp phụ nhờ các khe trên bề mặt cái phân tử chất hấp phụ. Thì ở đại diện của hai cái đại diện chính của cái nhóm này đó là than hoạt và resin. Thì vì than hoạt thì gần đây thì do tác dụng không mong muốn nhiều nên là chủ yếu hiện tại thì các màng lọc đều chủ yếu là resin. Và thứ hai là cái loại thứ hai đấy là các chất khoái tính hóa học với chất cận lọc dựa vào cái cơ chế trao đổi ion. Đích của cái lọc máu phụ thì thứ nhất là có loại bỏ chất độc ra khỏi huyết tương, thứ hai là khôi phục cân bằng điện giải và tan kiềm trong trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương thận. Mục đích thứ ba đó là mà sẽ được nhắc đến nhiều hôm nay, đấy là loại bỏ các protein trong những phân tử thấp bao gồm có beta 2 microglobulin, các chất trung gian gây viêm, các nội độc tố IL-1, IL-6 vân vân. Và cái thứ tư, mục đích thứ tư đấy là trong một số trường hợp thì có thể hấp phụ một số protein trong các phân tử cao như là IgG. Thì cũng như là tất cả các cái cơ chế qua màng lọc bán thấm thì đều bao gồm ba cơ chế là khuếch tán, đối lưu và hấp phụ. Thì ở cái màng lọc hấp phụ thì nó nổi trội hơn về cái cơ chế hấp phụ. Thì ở đây là cái hình ảnh mô tả một cái phân tử than hoạt và nó trên bề mặt phân tử than hoạt thì nó có các cái khe này, thì và cộng thêm cái bám dính của cái chất hấp phụ thì các cái phân tử cận lọc nó sẽ bám vào các cái khe này và nó bám vào phân tử của than hoạt thì tạo nên cái hiệu quả lọc hấp phụ của màng lọc. Tương tự ở màng lọc resin thì cũng tương tự như vậy. Về quả lọc hấp phụ thì được thì chủ yếu chia làm hai loại. Loại thứ nhất hay hai loại hay gặp. Loại thứ nhất là bao gồm cái phần bên có tác dụng hấp thụ hoàn toàn, thì các quả lọc hay gặp có quả lọc phổ rộng thì bao gồm có quả lọc cytosorb và quả lọc của cái bộ CPFA. Thứ hai là cái phần những cái quả lọc mà có cái tổ hấp phụ protein trong phân tử thấp bao gồm các chất gây viêm, ưu tiên các chất gây viêm thì có HA330 và toramycin. Ngoài ra thì bên cạnh đấy thì cũng có một số quả lọc về của phần chủ yếu là để lọc máu nhưng mà nó có thêm các chức năng hấp phụ như điển hình ấy có Osiris. Về khả năng lọc của cái màng màng bán thấm thì ở đây ở trên màng lọc thường nó có dựa vào cái cơ chế thẩm tách thì và các khe ở màng lọc ở quả lọc máu thông thường và quả lọc máu phụ thì quả lọc máu thông thường thì sẽ hấp phụ được các cái chất có trọng lượng phân tử nhỏ, trừ một số cái trọng lượng phân tử lớn hơn thì mới dùng thì mới có được. Thì đối với một số chất có trọng lượng phân tử lớn hơn thì phải thông qua cơ chế hấp phụ thì mới hấp phụ được cái chất như thế. Thì ở đây thì trong cái bảng này thì dựa vào một nghiên cứu họ đánh giá cái hiệu quả lọc của quả lọc polyphenylene và Sinclair 02 thì cho thấy cái khả năng mà cái màng lọc
có càng nhiều khe thì cái khả năng hấp thụ nó càng cao. Đây là một cái hình ảnh so sánh giữa khả năng hấp thụ của hai cơ chế, một lọc trực tiếp qua lọc trực tiếp máu của bệnh nhân, và cái ảnh B là cái lọc hấp thụ huyết tương sau khi đã tách huyết tương ra khỏi máu của bệnh nhân, thì cho thấy là cái cơ chế mà sau khi tách huyết tương thì cái khả năng mà hấp thụ sẽ cao hơn do thời gian mà tiếp xúc của huyết tương với lại màng lọc sẽ lâu hơn. Về thứ nhất, cái kỹ thuật thứ nhất về là lọc trực tiếp máu của bệnh, hấp thụ trực tiếp máu của bệnh nhân, thì cái kỹ thuật này nhược điểm là không giữ lại albumin và các thành phần quan trọng khác của huyết tương, và cái kỹ thuật này thì không giúp được nước của bệnh nhân ra trong trường hợp bệnh nhân có suy thận. Kỹ thuật thứ hai là sẽ tách huyết, là kỹ thuật CVFA, tức là sẽ tách huyết tương của bệnh nhân ra trước khi đưa vào hấp thụ, thì vì là cái tốc độ huyết tương thấp hơn tốc độ máu ở trong thì sẽ tăng thời gian tiếp xúc với chất hấp thụ ấy, tiêu hao các yếu tố đông máu, không làm mất tế bào đó, các tế bào đáp ứng viêm và tiểu cầu. Tuy nhiên thì bạn này cũng không làm được ure, creatinine và các chất điện giải khác. Để khắc phục hai cái nhược điểm của hai kỹ thuật trên thì người ta thường kết hợp đến một quả CRT ở đằng sau, có thể là lọc máu liên tục hoặc lọc máu ngắt quãng. Trên hình là cái sự kết hợp giữa lọc máu hấp thụ và lọc máu HB. Ở đây ngoài kết hợp lọc máu và lọc máu phụ thì người ta còn phát triển thêm một cái kỹ thuật, nên là kết hợp giữa ECMO và cái màng lọc hấp phụ. Về mặt hiệu quả của cái màng lọc phụ này thì cũng có rất nhiều nghiên cứu đưa ra để đánh giá cái hiệu quả của màng lọc phụ. Ở đây là có các nghiên cứu của năm 2009, 2010, 2011 thì so sánh giữa màng lọc hấp phụ, lọc trực tiếp máu của bệnh nhân thì đa số thì đều có tác dụng giảm các chất trung gian gây viêm và làm giảm CRP. Khi quả màng lọc CPFA thì có những nghiên cứu của Runco từ năm 2000, Comica từ 2003 và 2002 thì cho thấy cái kỹ thuật CPFA thì có tác dụng là làm cải thiện các cái interleukin, làm tăng cái tỷ số PGNF ở trong bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, và làm có một số nghiên cứu thì cũng có làm tăng cái tỷ lệ sống sót sau 30 ngày. Bảng tiếp theo thì nghiên cứu hiệu quả của kết hợp giữa CVA và các cái lọc máu khác. Tuy nhiên là vừa qua thì có đại dịch Covid thì cũng có một cái nghiên cứu RCT so sánh giữa nhóm và so sánh giữa các cái hiệu quả của lọc máu phụ khi kết hợp với lại hệ thống ECMO, thì tuy là có cải thiện về cái giảm được cái L6 và các chất trung gian gây viêm trong huyết tương của bệnh nhân, tuy nhiên thì cái nghiên cứu này thì kết hợp hai hệ thống này thì lại làm tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân khi kết hợp với màng hấp phụ ở bệnh nhân ECMO. Thì ngoài cái xét về cái hiệu quả mà giảm hấp phụ các cái chất trung gian gây viêm thì cũng phải một cái
Cái tác dụng khác cũng nên lưu ý đấy là cái tác dụng hấp thụ kháng sinh trong quá trình điều trị. Thì trong các nghiên cứu về quả lọc hấp thụ máu trực tiếp thì đa số là các cái nồng độ kháng sinh trong 2 giờ đầu thì đều giảm rất nhiều khi thực hiện lọc hấp thụ. Tuy nhiên với cái kỹ thuật CBFA thì trên một số kháng sinh như là penicillin, azoctam và vancomycin thì các cái nồng độ sau khi là hấp nồng độ kháng sinh sau khi là hấp phụ thì vẫn giữ nguyên, vẫn còn ý nghĩa. Cuối cùng là phần kết luận. Thì một số kết luận trong cái bài báo cáo ngày hôm nay ý nghĩa thì về định nghĩa thì lọc máu hấp thụ là cách lấy các phân tử trong máu huyết tương bằng cách gắn các chất các phân tử này với các chất từ hấp thụ của màng lọc với mục đích là làm loại bỏ các độc chất ra khỏi cơ thể. Và thứ hai loại hai mục đích thứ hai quan trọng nữa là loại bỏ các protein trong trong lượng phân tử thấp ra khỏi huyết tương. Hiệu quả trong việc loại bỏ các chất trung gian lưu lọc máu, cái kỹ thuật lọc máu hấp thụ này thì hiệu quả trong việc loại bỏ các chất trung gian gây viêm và tăng thể. Tuy nhiên thì về cái đánh giá hiệu quả về cải thiện tử tỷ lệ tử vong thì cũng chưa được rõ ràng. Tuy nhiên cái thứ ba cái lưu ý cần cái điều cần lưu ý tiếp cuối cùng đấy là trong quá trình lọc máu phụ thì có thể gây giảm đáng kể nồng độ kháng sinh trong quá trình điều trị. Em xin kết thúc bài báo cáo. Được. À, phối hợp COVID phối hợp lọc hấp phụ với ECMO thì là tăng tỷ lệ tử vong hay giảm tỷ lệ tử vong? Thế cái So nhóm với nhóm chứng thì cái đường cong Kaplan thì giảm hơn đúng không? Tỷ lệ sống giảm hơn còn 16% sau 3 ngày thứ 30 đúng không? Nhưng cái nghiên cứu này có phân tích thêm cái gì yếu tố tử vong là liên quan gì không? Và cái lọc hấp phụ này là họ sẽ lọc trong ngày bao nhiêu? Vì họ sẽ lấy cái đích là 30 ngày lọc liên tục. Hấp phụ. Đúng thì theo nghiên cứu này em có thể phân tích kỹ hơn. Đây mình sẽ nhìn thấy ngay từ từ đầu là trong 10 ngày đầu hoặc là trong 5 ngày đầu nếu mà mình có làm hấp phụ thì thường là trong những ngày đấy. Thì nhóm sống và nhóm tử vong là không có khác biệt về cái tỷ lệ tử vong. Nhưng sau đó nó trong tách 10 ra về thế sau thì ừ thế nó nguyên nhân là nguyên nhân gì? Cái này thì trong nghiên cứu họ chưa Ok. là một số nghiên cứu khác. Tạm thời câu hỏi thì tạm thời như vậy thì sẽ xin mời cái báo cáo tiếp theo.